Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 2 năm 2019 của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại tỉnh đoàn. Giao lưu tuổi xuân dân đảng và tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2019. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Những chuyến xe Tết chở đầy yêu thương. Các cơ sở đoàn sôi nổi, nhiều hoạt động ý nghĩa mừng đảng, mừng xuân. Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2019, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh biểu dương những cách làm sáng tạo của tỉnh đoàn trong thực hiện các phong trào, song Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh không nên bằng lòng với kết quả mình đạt được để dừng lại mà luôn phải sáng tạo trong thực hiện phong trào và tạo ra nhiều phong trào hay mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải thường xuyên theo dõi, bám sát, đánh giá các phong trào cơ sở, lực lượng và tình hình đoàn viên cơ sở. Nhắc lại lời nhắn nhủ của đồng chí Tổng Bí thư, cán bộ đoàn phải gương mẫu, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, muốn vậy, đòi hỏi cán bộ đoàn phải luôn rèn luyện cố gắng phấn đấu. Chúc mừng năm mới có nhiều thành tựu mới, đồng chí Bí thư mong muốn và đề nghị tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng, chăm lo để tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, tối 28 tháng 1, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thành công chương trình giao lưu tuổi xuân dân đảng và tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2019. Chương trình bao gồm các tiết mục hát múa đặc sắc ca người Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước của thanh thiếu niên tỉnh nhà. Tại đêm giao lưu, chương trình đã tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho những tấm gương sáng ngời về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tinh thần vượt khó, đoàn kết, sáng tạo và có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn và các tổ chức xã hội khác. Từ những khó khăn cuộc sống, họ không ngừng vươn lên khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sáng ngày 12 tháng 2 tại thị trấn Yên Thành, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019. Tham gia buổi lễ có hơn 500 đoàn viên thanh niên đã trực tiếp trồng gần 300 cây sao đen tại một số tuyến đường quanh khuôn viên bến xe mới thị trấn Yên Thành. Tết trồng cây là dịp để cán bộ đoàn và thanh thiếu nhi có những hiểu biết đầy đủ hơn về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, phát triển bền vững hệ môi trường sinh thái, cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, phong trào còn góp phần lớn vào việc giữ gìn nét đẹp, phong tục văn hóa truyền thống đầu xuân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Ngày 2 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến xe miễn phí cho công nhân đi làm ở miền Nam về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. 83 đoàn viên thanh niên công nhân được đón là các công nhân lao động người Nghệ An đang làm việc ở các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn, chăm chỉ và có nhiều sáng kiến trong sản xuất do công đoàn các công ty đề xuất. Được Trung ương Đoàn hỗ trợ vé máy bay miễn phí về quê ăn Tết chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Hoạt động mang tầm ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt là sự chăm lo, quan tâm, động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo tới đời sống đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến xe Tết đã mang đến cho các công nhân một món quà xuân đầy ý nghĩa và trọn niềm vui sum vầy. Các cơ sở đoàn sôi nổi các hoạt động ý nghĩa mừng đảng, mừng xuân. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2019, tại sân vận động xã Thanh Phong, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tại lễ phát động, 100% cơ sở đoàn trên toàn huyện cũng đã hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Tết trồng cây đầu năm với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân. Trước đó, tối ngày 31 tháng 1 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thanh Chương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Yêu Thương. Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân. Tại chương trình, 40 xuất quà với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã được trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên học tốt trên địa bàn huyện. Ngày 7 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức giải bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019.
Giải bóng diễn ra với tinh thần thi đấu sôi nổi, hào hứng, với những pha bóng hay, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, góp phần cổ động tinh thần thể dục thể thao trong giới trẻ. Hưởng ứng thư kêu gọi Tết vì người nghèo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và khởi động cho chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2019, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Bằng hình thức tuyên truyền vận động, ban tổ chức đã quyên góp ủng hộ được hơn 1,3 tỷ đồng nhằm thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại các vùng núi, vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tình nguyện của các cấp bộ đoàn trong Công an tỉnh Nghệ An đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nghệ An trong lòng nhân dân. Tối ngày 29 tháng 1 năm 2019, tại sân vận động xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà, gồm 600 chiếc bánh chưng, 100 chăn ấm, 200 lá cờ đảng, cờ tổ quốc, 32 triệu đồng tiền mặt và 25 áo ấm với tổng trị giá 110 triệu đồng đã được trao tặng cho 100 thanh thiếu nhi và gia đình khó khăn thuộc các xã Tiên Kỳ, Phú Sơn và Đồng Văn. Chương trình Tết ấm yêu thương là dịp để tuổi trẻ huyện nhà góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời phát huy được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 2019, tại trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình Ngày hội tình nguyện Xuân gắn kết Tết sẻ chia. Với các nội dung và hình thức phong phú như hội chợ, nhảy aerobic, hùng biện, hoạt động ngoại khóa đã thể hiện phần nào sự sáng tạo, tính tự lập và đức tính tiết kiệm trong các em, từ đó giúp các em hiểu và trân trọng những giá trị của các sản phẩm làm ra. Cũng trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động ngày hội, đoàn trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 đã tổ chức thành công chương trình rửa xe gây quỹ. Sau một buổi hoạt động tích cực, ban tổ chức đã thu được 1,9 triệu đồng, số tiền cùng với 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng từ huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ là những món quà ý nghĩa động viên dành tặng cho các bạn học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập website www.tinhđoannghean.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại!